Dạ kính thưa bà con nông dân và các bạn Chào mừng bà con nông dân và các bạn đã quay trở lại với kênh Giá lúa gạo mới nhất Đây là nơi bà con nông dân và các bạn Có thể tham khảo được giá cả lúa gạo mới nhất Trên thị trường trong và ngoài nước Lần đầu tiên xin chúc cho bà con nông dân và các bạn Được nhiều sức khỏe Vụ mùa bụi thu Chúng mùa được giá Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh Xin hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh Nhấn vào cái chuông Để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên Và nếu thấy kênh hữu ích thì xin hãy chia sẻ cái thông tin này đến cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn bà con. Thưa bà con, sau đây kênh sẽ đưa thông tin về tình hình sản xuất cũng như tiêu thụ lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cho bà con tham khảo. Gần đến cuối tháng 9, nhưng lũ vẫn chưa về, khiến nước trên những cánh đồng lúa hè thu ở miền Tây chỉ mới chán nền ruộng. Lúa được thu hoạch sớm, còn với việc nước lũ về chậm giúp cho lúa tái sinh, tẻ nhánh phát triển tốt. Đây cũng là thời điểm nông dân chuyển sang các nhiều cách làm khác để kiếm thêm thu nhập. Dọc theo cánh đồng thuộc huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, có khoảng chục hộ cắm bản báo phần diện tích lúa chét đã được chăm sóc. Đang cạm cụi cắm bảng, ông Lê Văn Khiêm nhiệt tình dẫn chúng tôi đi thăm 50 công lúa chét của mình. Nhìn lúa chét đang chỗ bông, ông Khiêm nói, Thời điểm này mỗi năm nước đã bấp mé chân ruộng, mình đã cho máy vào, máy cày vào chục phần đất này rồi. Năm nay nước chậm vô đồng nên tận dụng để lúa chét lại để kiếm thêm. Nhiều hộ xung quanh mình đã thu hoạch được 8 đến 9 dạ trên một công. Còn tại cánh đồng huyện Mang Thiết, tỉnh Vĩnh Long, nông dân Lê Văn Ảnh vừa thu hoạch xong khoảng 20 công lúa chét. Lão nông này tỏ ra phấn khởi nói: "Tôi cấy lúa hè thu theo hàng đều nên lúa chét phát triển tốt." chỉ cần bón thêm được phân là thu hoạch về 80 dạ lúa trên 1 hecta giúp gia đình tôi có thêm khoản thu nhập kha khá. Anh Ngô Minh Phúc là người chuyên đi móc lối chét tiết lộ. Lúa chét năm nay chúng lắm. Mọi năm giờ này nước lên cao nên vợ chồng tôi chỉ đi cắt cỏ bán cho người ta nuôi bò. Năm nay nhờ lúa chét kiếm nhiều tiền hơn, mỗi ngày được khoảng 60 kg lúa. Thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xu hướng ổn định. Trong tuần qua, giá lúa tại nhiều tỉnh không biến động, riêng giá gạo có sự điều chỉnh tăng nhẹ. Tại An Giang, giá lúa hôm nay đi ngang, cụ thể nếp vỏ khô 6.600-6.700 đồng 1kg, nếp đông an khô 6.100 đồng 1kg, lúa IR ER 50404 tươi 4.700-4.900 đồng 1kg, lúa OM 9582 tươi 4.800-4.900 đồng 1kg, Đại thâm 8 tươi 5.600-5.700 đồng 1kg, OEM 5451 tươi 5.000 đến 5.200 đồng 1 kg. Lô OEM 6976 tươi 5.000 đồng 1 kg. Lô OEM 18 tươi giá 5.500 đến 5.600 đồng 1 kg. Nàng hoa chín tươi giá từ 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg. Lúa nhật, lúa khô 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg. Nàng nhan khô 11.500 đến 12.000 đồng 1 kg. Tại Kiên Giang, giá lúa hạt dài ổn định ở mức 5.700 đồng 1 kg, lúa thường 4.800 đồng 1 kg. Tại Đồng Tháp, giá lúa hạt dài 5.150 đồng 1 kg. Tại Bạc Liêu, lúa thường ở mức 4.750 đồng 1 kg. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong tuần qua giá lúa không biến động nhiều ở các tỉnh như An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp. Giá lúa tương đối ổn định với giá gạo hôm nay đi ngang theo đó gạo nguyên liệu IR504 ổn định ở mức 7.700 đồng 1 kg gạo thành phẩm IR504 ở mức 8.800 đồng 1 kg 8 vàng 6.600 đồng 1 kg và tấm loại 1 IR504 giao động ở mức 7.300 đến 7.400 đồng 1 kg tương tự giá gạo tại các chợ lẻ vẫn xu hướng ổn định cụ thể nếp ruột giá 13 đến 14.000 đồng 1 kg gạo thường 10.500 đến 11.500 đồng 1 kg, gạo nàng nhen 20.000 đồng 1 kg, gạo thả âm thái hạt dài 17 đến 18.000 đồng 1 kg, gạo hương lài 18.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 15.000 đồng 1 kg, gạo nàng hoa 16.000 đồng 1 kg, gạo sóc thường 13.500 đến 14.000 đồng 1 kg, sóc thái 18.000 đồng 1 kg, thơm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg, gạo nhật 19.000 đồng 1 kg, cám 8.000 đồng 1 kg, Yakin 14.000 đến 15.000 đồng 1 kg. Thưa bà con, sau đây kênh sẽ đưa thông tin chi tiết và đầy đủ nhất về bảng giá lúa cho bà con tham khảo. Lúa OM 4900 lúa tươi có giá từ 5.500 đến 5.600 đồng 1 kg. Lúa OM 5451 lúa tươi có giá từ 5.200 đến 5.300 đồng 1 kg. Lúa OM 5451 lúa khô có giá từ 6.100 đến 6.200 đồng 1 kg. Lúa OM 18 lúa tươi 5.400 đến 5.500 đồng 1 kg

IR 50454 lúa khô 5.400 đến 5.500 đồng 1 kg, hương châu 6 lúa tươi 5.100 đến 5.200 đồng 1 kg, đàn hoa chín lúa tươi 6.000 đến 6.200 đồng 1 kg, đàn nhan lúa khô 11.500 đến 12.000 đồng 1 kg, lúa nhật lúa tươi 6.900 đến 7.000 đồng 1 kg, đại thơm 8 lúa khô 6.700 đến 6.900 đồng 1 kg.

thơm Đài lan lúa tươi có giá từ 6.300 đến 6.400 đồng một kg. Thưa bà con, bản tin về giá cả lúa gạo hàng ngày của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng. Bà con xem tin thấy hay thì xin hãy chia sẻ thông tin này đến cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn bà con. Sau đây kênh sẽ đưa thông tin về giá cả một số loại thuốc trừ sâu và thân bón để cho bà con tham khảo. Bà con nhớ tuân thủ mọi tốt mọi chỉ thị của chính quyền địa phương để cùng chính quyền địa phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm đưa cuộc sống bà con trở lại bình thường. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào bản tin lần sau.